Hôm nay mình ra tận Hà Nội gặp một bạn trẻ mà mình đã hướng dẫn chia sẻ nghề với bạn, rồi chỉ cho bạn cách xếp một cái chăn ra như thế nào để cho nó ổn nhất, để khi mà đóng bao đạt được cái hiệu quả cao nhất. Rồi, hướng dẫn cho em nó xếp đồ cho nó gọn lại các bạn ha. Cái chiều dài này á, mình còn cái này nó khoảng dài khoảng chừng 70 là được, 70 hoặc 80 thôi, đừng cột thành hai, tại vì ở trên đầu nó mình cột một khối vậy, người ta lấy cái này ta sắt cái quai này.